Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tổng hợp sáng mùng 8 tháng 12. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý nhất vừa được các biên tập viên cập nhật. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Nguyễn Ngọc Công, giám đốc trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là trung tâm chống ngập, đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền và khiển trách về mặt đảng trong vụ người đàn ông bị ngã xuống cống và tử vong trên đường Kinh Dương Vương ở quận Bình Tân. Ngoài ra, hai cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công và ba cán bộ của đơn vị tư vấn giám sát dự án cũng bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm. Như tin đã đưa, vào chiều 21 tháng 10, một người đàn ông trong khi đang chạy theo vẫy xe buýt thì vấp chân nắp cống bê tông trước số nhà 386 đường Kinh Dương Vương. Sự việc khiến nạn nhân tử vong vì ngạt thở. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Ngộ, 41 tuổi, nguyên quán ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chiều 7 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Liên, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông vì đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức cá nhân. Ông Liên là chủ tài khoản Facebook Nguyễn Liên đã đăng thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc giáo viên tại tỉnh Hà Tĩnh tiếp khách. Trước đó, ông Mai Vinh Quang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Nguyễn Liên đã làm việc với thanh tra sở và thừa nhận đã đưa thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân. Trước đó vào những ngày trong dịp Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ông Nguyễn Liên đã đăng trên trang Facebook cá nhân thông tin kèm một loạt hình ảnh cảnh quan chức sàm sỡ các cô gái trẻ. Trong đó, ông Liên gán ghép và cho rằng đó là cảnh các giáo viên ở Hà Tĩnh đi tiếp khách. Thông tin này được xác định là sai sự thật. Ông Liên thừa nhận đã lấy các bức ảnh trong status này từ trên mạng xuống để đính kèm vào bài viết. Thưa quý vị thính giả, tối qua ngày 7 tháng 12, Cục Cảnh sát Hình sự C45 thuộc Bộ Công an xác nhận vừa bắt được Nguyễn Thành Dũng, nghi can vụ hành hạ dã man bé trai Campuchia trong một clip đang gây phẫn nộ. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nhận được đề nghị hợp tác trong việc truy bắt Nguyễn Thành Dũng. Chính phủ Campuchia đề nghị phía Việt Nam nếu bắt được nghi phạm thì bàn giao cho nước này vì vụ án xảy ra trên đất Campuchia. Nghi phạm Dũng đang bị cáo buộc 3 tội danh: mua bán trẻ em, ngược đãi trẻ em và ấu dâm, với khung hình phạt cho 3 tội này từ 20 năm tù đến tù chung thân. Ở Campuchia không có án tử hình và tù nhân lãnh án chung thân thường không được ân xá. Theo thông tin điều tra ban đầu, cảnh sát Campuchia cho rằng Stefan là chủ mưu, Dũng là nghi phạm số 2 và 3 người Campuchia là đồng phạm giúp sức. 3 nghi phạm người Campuchia vừa khai chôn xác 3 bé bị bóp cổ chết. Cảnh sát đang di lý các đối tượng về hiện trường để tìm xác. Campuchia treo thưởng 50.000 đô la Mỹ cho ai bắt được hoặc chỉ cho cảnh sát bắt được Dũng. Từ kết quả điều tra, C45 đã xác định được dấu vết của Dũng. Tối 7 tháng 12, C45 đã bắt được Dũng tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên nói tiếng Việt, bóp cổ, kẹp đầu ngón tay, dùng súng điện hành hạ một bé trai không mặc quần áo, mặc cho bé kêu khóc. Thông tin trên mạng xã hội cũng chỉ ra tên của thanh niên này là Nguyễn Thành Dũng ở An Giang. Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức quốc tế đáng chú ý. Tờ The Guardian đưa tin một máy bay chở 48 người, trong đó có một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của Pakistan đã bị rơi khi đang trên đường từ thủ đô Islamabad tới Chitral, một điểm du lịch nổi tiếng trên núi. Hiện quân đội Pakistan đã cử binh sĩ và trực thăng đến hiện trường. Song ông Tad Muhammad Khan, một quan chức chính phủ cho biết trên tờ Reuters rằng khả năng tìm được người sống sót là gần như bằng không. Ảnh chụp đăng trên các kênh truyền hình Pakistan và các mạng xã hội cho thấy xác máy bay đang bốc lửa bên sườn núi. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 7 tháng 12, tạp chí Time đã chính thức chọn tổng thống mới đắc cử Donald Trump làm nhân vật của năm 2016. Ông đã đánh bại các nhân vật đình đám khác như bà Hillary Clinton, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, các nhà khoa học phát triển công nghệ mới liên quan đến ADN và ca sĩ Beyoncé. Tuyên bố trên được tiết lộ trong Show Today của kênh NBC. Phát biểu qua điện thoại, ông Trump gọi danh hiệu này là một vinh dự lớn, rất lớn. Nhưng ông đã phủ nhận lời nhận định của Trump dành cho mình là tổng thống của nước Mỹ chia rẽ. Ông Trump cho biết, tôi không chia rẽ họ, mà bây giờ chính họ đã bị chia rẽ. Chúng ta sẽ cùng hàn gắn với nhau. Tôi nghĩ rằng dùng từ chia rẽ thì khá là mỉa mai.
Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.